Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam tung hỏa mù về năng lực y tế. Sau khi tự hào về chính thức ra mắt bộ kit phát hiện cúm viêm phổi Vũ Hán Made in Việt Nam chuẩn theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam lại đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ kit chuẩn đoán nhanh loại cúm này. Những thông tin trái chiều gần đây được công bố trên các trang truyền thông của Việt Nam đã làm dư luận không khỏi hoang mang, lo lắng. Vào sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc để cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, trong đó đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ kit chuẩn đoán nhanh loại cúm mới nguy hiểm này. Đây là hình ảnh sáng ngày 15 tháng 3 năm 2020. Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán đã tiếp ngài Park Hon-nau, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, vị Thứ trưởng đề nghị phía Hàn Quốc chia sẻ bài học kinh nghiệm về việc xét nghiệm cùng lúc một số lượng lớn mẫu bệnh phẩm, đồng thời đề nghị Hàn Quốc hỗ trợ các sinh phẩm kit chuẩn đoán nhanh trong thiết bị xét nghiệm. Hàn Quốc được cho coi là một trong những ổ dịch lớn nhất của thế giới ngoài Trung Quốc. Dù dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát nhanh trong thời gian ngắn, nhưng chính phủ Hàn Quốc đã nhanh chóng chặn đứng được bệnh dịch với những kết quả rất đáng ghi nhận. Thay vì phong tỏa như các nước, Hàn Quốc đã sản xuất được kit chuẩn đoán nhanh bệnh viêm phổi Vũ Hán. Thời gian qua, Hàn Quốc cho xét nghiệm hàng trăm ngàn người ở mọi nơi, từ phòng khám cho đến các trạm giao thông. Hiện Hàn Quốc có thể xét nghiệm cho hơn 10.000 người mỗi ngày. Xét nghiệm có kết quả sau vài giờ, với tỷ lệ chính xác lên trên 90% và tương đối dễ quản lý. Nhờ đó, Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm ra người bệnh và cho cách ly kịp thời. Hiện số ca mắc viêm phổi Vũ Hán Hàn Quốc hàng ngày đã tăng chậm lại. Và 10 ngày trước đó, vào sáng ngày 5 tháng 3, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã công bố kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện cúm bệnh viêm phổi Vũ Hán cho kết quả xét nghiệm trong vòng khoảng 1 giờ. Độ đặc biệt và chính xác tới 100%, độ nhạy 5, tức là phản ứng khả năng sản xuất với 10.000 kit mỗi ngày, có thể tăng công suất lên gấp 3 lần để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Trung tướng Giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo giới thiệu bộ kit phát hiện viêm phổi Vũ Hán. Tại cuộc họp báo giới thiệu kết quả nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện viêm phổi Vũ Hán do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 3, Trung tướng Giáo sư Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y đã bày tỏ như sau: vui mừng vì lần đầu tiên Việt Nam có bộ kit có thể ứng dụng trong thực tế chuẩn đoán viêm phổi Vũ Hán và khẳng định công tác nghiên cứu và sản xuất có thể đảm bảo cả về chất lượng, gồm độ nhạy, đặc hiệu, tính ổn định, tương đương với cái bộ kit Việt Nam đang nhập về cùng số lượng. Năng lực sản xuất của công ty Việt Á có thể lên tới 10.000 kit trên một ngày. Bộ kit cho kết quả trong hơn một tiếng đồng hồ, được kiểm định các tiêu chí độ nhạy, độ đặc hiệu là 100%, độ chính xác 100%, độ lặp lại trong các phòng thí nghiệm chuẩn của công ty Việt Á và Học viện Quân y. Kết quả cho thấy các tiêu chí tương đương bộ sinh phẩm do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới sản xuất. Hiện nay, năng lực sản xuất của công ty cổ phần công nghệ Việt Á khi cần huy động có thể tăng công suất lên gấp 3 lần, tức là có thể cho ra đời 30.000 bộ kit mỗi ngày. Như vậy, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu và hỗ trợ quốc tế trong tình trạng bệnh dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở nhiều nơi trên thế giới. Truyền thông Việt Nam đã đoan tải như vậy. Và trả lời báo chí trong nước về việc vì sao Việt Nam tuyên bố đã sản xuất được bộ kit có hiệu quả, nhưng cuối cùng lại vẫn phải đề nghị phía Hàn Quốc hỗ trợ bộ kit xét nghiệm. Đại diện Bộ Y tế cho biết do thời gian cho kết quả của bộ kit của Hàn Quốc sản xuất là khá nhanh. Nếu có thêm nguồn test thì có thể rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm cho những người bị nghi mắc bệnh này. Đây là hình ảnh bộ kit của công ty bên Hàn Quốc. Bộ Y tế giải thích như sau: bộ kit của Hàn Quốc là loại kit xét nghiệm nhanh, chẳng hạn như bộ cúm Vũ Hán của công ty có thể lấy các loại vật phẩm từ cái người nghi cái nhiễm bệnh và chỉ cho kết quả sau có 10 phút.
Cách sử dụng rất đơn giản nên thậm chí có thể dễ dàng thực hiện, độ chính xác của kit lên tới 85%. Vì bộ kit của Hàn Quốc cho kết quả rất nhanh cho nên rất phù hợp để sử dụng xét nghiệm sàng lọc đại trà với số lượng lớn. Chẳng hạn như hành khách tại các cửa khẩu sân bay giúp có thể phân loại nhanh hành khách có thể biện pháp xử lý phù hợp, không làm ách tắc việc đi lại. Trong khi đó, bộ kit của Việt Nam là kit dùng để đọc kết quả với thiết bị RT-PCR. Thì kit của Việt Nam có độ nhạy rất cao và độ chính xác lên đến 100%, cao hơn nhiều so với kit nhanh của Hàn Quốc, tức là tốt hơn. Tuy nhiên, thời gian từ khi lấy mẫu cho đến khi có kết quả phân tích lên đến hơn 1 giờ. Nếu phải gửi mẫu từ sân bay cửa khẩu về các bệnh viện chuyên môn có thiết bị để phân tích thì thời gian còn kéo dài hơn nữa. Do vậy, không thích hợp với mục đích sàng lọc nhanh số lượng người lớn. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, bản thân những thông tin kỹ thuật công bố vào ngày 5 tháng 3 về độ xét nghiệm do Việt Nam sản xuất đã có nhiều câu hỏi được đặt ra và nghi ngờ về chất lượng cũng như chủng loại và số lượng của loại kit Việt Nam sản xuất này. Đây là hình ảnh bộ kit phát hiện viêm phổi Vũ Hán do Việt Nam sản xuất. Nhà nghiên cứu Vũ Thiên Sơn phân tích các điểm cần thảo luận về bộ xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán do Việt Nam sản xuất và tóm lược như sau. Thứ nhất, về thời gian cho kết quả xét nghiệm. Chưa kể thời gian thao tác thì để đi từ mẫu bệnh phẩm tới khi trả kết quả tốn hơn 1 tiếng đồng hồ. Đó là trong điều kiện lý tưởng, người thao tác nhanh là một mẫu. Nhưng trên thực tế, nếu tính cả thời gian thao tác, lấy ống nghiệm, đánh dấu mẫu, dùng các loại ống hút trộn, đặt mẫu vào máy, cài đặt, rồi nhân hệ số khi phải thao tác với nhiều mẫu đồng thời, thì mẫu bệnh phẩm mới kết quả mất không dưới 2 tiếng đồng hồ. Thứ hai, về độ đặc hiệu và độ nhạy của bộ kit phản ứng là một con số khá khó tin. Và thứ ba, về khả năng sản xuất 10.000 bộ kit một ngày, trong các bộ kit xét nghiệm, Việt Nam không có nhóm nghiên cứu nào nghiên cứu cơ bản về chất này, cũng như các chất khác và càng không có công ty nào tự sản xuất cả. Nói khả năng sản xuất thực ra vẫn là mua sản phẩm của các nước ngoài về pha chế, chứ không thực sự làm chủ được công nghệ lõi do thiếu nền tảng khoa học công nghệ cơ bản mà thời trước kiện Việt Nam đến nay không có được. Và trước sự không minh bạch về tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, dư luận gần đây đã lan truyền giả thiết gói 37 triệu đô la mà chính phủ Hoa Kỳ giúp các nước đối phó với dịch bệnh đã làm hồi sinh bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Việt Nam với sự kiện bệnh nhân số 17 và hàng loạt người nhiễm bệnh sau đó nối tiếp. Đây là hình ảnh bệnh nhân được các bác sĩ tổ chức xuất viện vào sáng ngày 26 tháng 2, vào thời điểm đó được coi là bệnh nhân mắc viêm phổi Vũ Hán cuối cùng tại Việt Nam. Là quốc gia láng giềng, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ kinh tế với Việt Nam và kể cả về chính trị, Trung Quốc nơi bùng phát dịch bệnh, nhưng cho đến nay, đến ngày 6 tháng 3 năm 2020, Việt Nam vẫn tiếp tục ổn định với 16 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán và cả 16 người đều được chữa khỏi. Bệnh nhân số 16 được xác định dương tính với viêm phổi Vũ Hán vào ngày 12 tháng 2 năm 2020 và xuất viện vào ngày 26 tháng 2. Việt Nam đã lên tinh thần chuẩn bị cho công bố hết dịch trên toàn thế giới. Tuy nhiên, đến ngày 7 tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo Mỹ cam kết viện trợ 100 triệu đô la cho Trung Quốc và các nước trong việc chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Đến ngày 10 tháng 2, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ đã cập nhật danh sách các nước kém phát triển và các nước đang phát triển trong luật chống trợ cấp của các nước này. Danh sách cập nhật đã xóa bỏ ưu đãi của các nước đang phát triển đối với một loạt các quốc gia lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Trước sự việc trên, Việt Nam theo dõi sát sao động tác của Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách đang phát triển bởi lo ngại những ưu đãi mà Việt Nam mất đi khi bị Mỹ loại khỏi danh sách quốc gia này và ảnh hưởng nó không hề nhỏ đến quá trình phát triển kinh tế, tăng trưởng và duy trì sự ổn định của các hoạt động giao thương. Ngày 6 tháng 3, bệnh nhân số 17 đã xuất hiện một cách đầy tai tiếng tại Việt Nam và gây lây lan trên diện rộng, thậm chí trong cả hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Chỉ trong ít ngày, số người nhiễm bệnh đã lên tới 76 ca, cùng nhiều nơi bị phong tỏa, và số lượng này tăng lên mỗi ngày. Hàng nghìn đối tượng trong diện cách ly, và đến ngày 12 tháng 3, rất may mắn Việt Nam nằm trong nhóm nhận 37 triệu đô la chống dịch viêm phổi Vũ Hán của Hoa Kỳ.
Và trong khi nhân dân đang gồng mình chống dịch, thì chính phủ Việt Nam lại liên tục có những chính sách đi ngược lại với điều kiện hiện nay đang rất khó khăn của người dân liên quan đến giá điện và giá xăng. Đây là hình ảnh lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Facebook Đỗ Văn Ngà phân tích như sau: giá dầu thế giới giảm đến 30%, điều đó kéo theo mỗi lít xăng RON95 giảm khoảng 3.115 đồng. Nhưng nhà nước đã cho doanh nghiệp kinh doanh xăng chỉ giảm 2.315 đồng, còn lại 800 đồng thì bị giữ lại trong cái gọi là quỹ bình ổn giá xăng. Tương tự như vậy, xăng RON92 bị giữ 200 đồng một lít, dầu hỏa và dầu diesel bị giữ 800 đồng một lít. Cứ giá dầu nhập khẩu giảm thì nhân dân bị đảng xén lấy một phần lợi tức, lẽ ra chính dân được hưởng trọn sự giảm giá này. Trước khi giá xăng giảm thì mọi người đã đóng quỹ bình ổn rồi, giờ lại phải đóng thêm cho đảng nữa. Từ nhiều năm qua, mỗi lít xăng người dân đã phải gánh đến 56% các loại thuế phí, hay những cơ cấu thuế phí ấy không đổi mà giá dầu nhập khẩu lại giảm và chi phí bình ổn giá tăng lên, thì tất nhiên tổng thuế phí xăng dầu đến nay phải chiếm hơn 56% giá xăng. Thêm vào đó, giữa lúc dịch bệnh khó khăn, công ty điện lực Việt Nam lại tăng giá điện sinh khối từ 1.220 đồng lên 1.630 đồng trên 1 kW, giá cao nhất với dự án điện sinh khối lên cao nhất là đến 1.968 đồng trên 1 kW. Sự độc quyền của nhà nước trong xăng dầu và điện đã can thiệp thô bạo vào quy luật tự nhiên của cơ chế thị trường, gây nên bất lợi cho rất nhiều doanh nghiệp xuất khẩu, đồng thời ngăn cản Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Những khẩu hiệu, những thông điệp về trách nhiệm, đạo đức hay những bài diễn văn về thành quả cách mạng đạt được mà Đảng thường rêu rao hàng ngày giờ đây đã trở nên không còn tác dụng, không thu phục được lòng tin của người dân nữa. Chúng mâu thuẫn với những thực trạng mà mỗi người dân Việt Nam chứng kiến hàng ngày trên dải đất hình chữ S này. Chúng mâu thuẫn y như lời phát biểu ngạo nghễ của ông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong dịp đại lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 2020 như sau. Với tất cả sự khiêm tốn của người cách mạng, có thể khẳng định rằng Đảng ta thật vĩ đại, nhân dân ta thật anh hùng. Nhưng lần này, người dân lại tiếp tục bị bòn rút, túi tiền vốn đã khô cạn. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de. Và chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những bản tin mới nhất để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa